Chào mừng toàn thể các bạn đã đến với chương trình Radio Tư vấn Online của công ty tư vấn du học Tân Đại Dương, là công ty tư vấn hàng đầu Việt Nam với hơn 14 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn du học và du lịch các nước. Có những điều có thể bạn chưa biết về việc du học thạc sĩ tại Mỹ, và hôm nay Tân Đại Dương xin chia sẻ đến các bạn sinh viên những trải nghiệm tuyệt vời khi theo du học thạc sĩ ở tại Mỹ. Ngoài bằng cấp có giá trị mà bạn có được sau khi hoàn thành khóa học ở Mỹ, bạn chắc chắn sẽ thành công hơn trong cuộc sống nhờ những kiến thức, thông tin, mối quan hệ mà bạn tích lũy và học hỏi được trên đất nước Mỹ. Để có thêm thông tin về các kỳ tuyển sinh, bạn có thể gọi đến hotline 0838382080 vào giờ hành chánh để có thể được tư vấn cụ thể hơn. Du học thạc sĩ ở Mỹ là một lựa chọn tuyệt vời vì những ưu điểm sau đây. Về bằng cấp được đánh giá cao nhất, bằng thạc sĩ tại Mỹ có giá trị nổi bật hơn bất cứ bằng cấp từ một quốc gia nào khác nhờ chất lượng đào tạo xuất sắc, tập trung nhiều vào thực hành tại các trường đại học ở Mỹ. Với bằng thạc sĩ tại Mỹ, bạn sẽ có nhiều lựa chọn hơn khi tìm kiếm việc làm trong môi trường quốc tế. Ngành học đa dạng, bạn có thể lựa chọn một trong hàng trăm chuyên ngành học phong phú nhất được đào tạo ở Mỹ. Tuy nhiên, để thuận lợi cho việc xin học, bạn nên đăng ký theo chuyên ngành mà bạn đã học ở bậc đại học, vì một số trường sẽ yêu cầu kinh nghiệm làm việc thực tế 2 năm trở lên. Riêng đối với khóa học thạc sĩ lĩnh trị kinh doanh, thì chỉ yêu cầu kinh nghiệm công tác từ 2 đến 3 năm trở lên. Bạn có thể theo học khóa học này dù chuyên ngành bạn học ở bậc đại học thuộc bất cứ ngành gì. Và thứ ba là thời gian học ngắn. Thời gian học thạc sĩ ở Mỹ là 2 năm. Tuy nhiên, trong trường hợp kết quả học tập bậc đại học của bạn thấp hơn so với yêu cầu đầu vào của trường đại học ở Mỹ, bạn có thể phải học thêm một khóa dự bị thạc sĩ kéo dài từ 3 đến 9 tháng. Thứ tư là học phí và phí sinh hoạt. Nếu bạn nghĩ du học thạc sĩ ở Mỹ là đắt đỏ nhất thì bạn đã làm, vì chi phí du học tại Mỹ, Anh hay Úc về cơ bản là đều như nhau. Tuy nhiên, học phí cũng tùy vào khóa học bạn đăng ký và địa điểm của trường đại học bạn chọn. Thông thường, chi phí du học ở Mỹ như sau. Học phí từ 18.000 đô đến 60.000 đô cho một năm. Sinh hoạt phí ăn, ở, đi lại và sách vở từ 10.000 đến 15.000 đô cho một năm. Học phí khóa tiếng Anh từ 3.000 đến 5.000 đô cho một khóa là 3 tháng. Như vậy, tổng chi phí du học thạc sĩ ở Mỹ không kể phần học phí học tiếng Anh vào khoảng 50.000 đô cho 2 năm là giá trung bình. Còn những trường cao hơn sẽ là từ 80.000 đến 120.000 đô cho tùy trường hợp. Khi du học Mỹ, bạn có thể nộp học phí theo học kỳ chứ không cần nộp học phí cả năm. Thứ năm đó là về điều kiện nhập học. Để được nhập học khóa thạc sĩ tại Mỹ, bạn thường phải thỏa mãn các điều kiện sau đây. Tốt nghiệp đại học và có điểm trung bình từ 7 chấm trở lên. Trong trường hợp điểm trung bình của bạn dưới 7 chấm, bạn có thể được yêu cầu học khóa dự bị thạc sĩ từ 3 đến 9 tháng. Trình độ tiếng Anh, bạn cần có điểm IELTS 6.5 và TOEIC là 550. Trong trường hợp bạn chưa đủ tiếng Anh, bạn có thể đăng ký học khóa tiếng Anh 1 năm ở Mỹ rồi vào thạc sĩ. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của các chuyên gia tư vấn du học Mỹ, bạn nên thi tiếng Anh trước khi nộp hồ sơ và bạn sẽ thuận lợi hơn nếu có điểm IELTS từ 5.5 trở lên hoặc có điểm TOEIC tương đương. Bạn sẽ có lợi thế hơn nữa nếu có điểm GMAT và GRE. Lưu ý là không phải tất cả các trường đại học ở Mỹ đều yêu cầu điểm GMAT và GRE. Rất nhiều trường công nhận điểm IELTS TOEIC cho các ứng cử viên theo học khóa thạc sĩ. Du học Mỹ giáo dục cho mọi người, bạn nên tham dự hội thảo thứ 7 vào tuần này để có thêm thông tin tại công ty du học Tân Đại Dương, địa chỉ 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất. Hoặc các bạn có thể gọi đến hotline 0838484879 để đăng ký. Về nội dung hội thảo sẽ giải đáp được cho các bạn các câu hỏi và vấn đề liên quan về bí quyết đậu visa Mỹ, chi phí xin E20 phỏng vấn Mỹ, thông tin học phí và điều kiện du học của các trường đại học ở Mỹ, điều kiện du học Mỹ, hồ sơ xin visa Mỹ, xin visa du học Mỹ thủ tục, chi phí du học Mỹ cần bao nhiêu tiền, điều kiện xin visa du học Mỹ, chuẩn bị du học Mỹ tự túc và thủ tục chứng minh tài chính, v.v. Có thể cảm nhận được ngay một điều là nền giáo dục Mỹ khuyến khích sinh viên học tập. Giáo dục được mở rộng cho tất cả những ai muốn học, không kể đến chuyện sinh viên có thể tự trang trải toàn bộ học phí hoặc sinh viên có phải là công nhân của nước Mỹ hay không. Ngoài việc có một hệ thống đa dạng các trường dạy nghề, trường đại học với nhiều loại bằng cấp khác nhau, thích ứng với nhu cầu và trình độ từng cá nhân, nước Mỹ có nhiều chính sách hỗ trợ học phí cho sinh viên, kể cả sinh viên quốc tế, chẳng hạn như những khoản tiền cho vay dài hạn với lãi suất thấp và sinh viên không phải trả lại cho đến khi đi làm, những khoản tiền trợ cấp của từng bang để sinh viên có thể trang trải chi phí học tập và sinh hoạt, v.v.
đặc biệt là khi bạn đã học đến trình độ cao học, thạc sĩ hoặc tiến sĩ. Hầu hết các trường đại học đều có những chương trình học bổng, du học, tài trợ cho việc học của bạn. Như vậy, có thể thấy rằng giáo dục Mỹ có ưu tiên rõ rệt cho những ai có khả năng và muốn theo đuổi việc học tập. Đây là điểm khác biệt lớn của nền giáo dục nước Mỹ với các nước khác trên thế giới. Nếu muốn học tập ở Mỹ, một sinh viên quốc tế hoàn toàn có khả năng tự liên hệ với các trường đại học, gửi hồ sơ sang xin học và giành một học bổng. Trong khi đó, một số nước như Anh, Pháp, Úc cũng chưa thực sự mở ra cơ hội này cho sinh viên quốc tế. Với phương châm thời gian lên lớp ít hiệu quả cao, một trong những đặc trưng nổi bật của phương pháp giáo dục Mỹ là tôn trọng thực tế, hiệu quả và không nhồi nhét. Một học kỳ, thay vì học từ 7 đến 10 môn học ở Việt Nam, thì ở Mỹ sinh viên chỉ phải học 4 đến 5 môn. Hiếm có sinh viên nào chọn học 6 môn một học kỳ. Một năm học ở Mỹ trên lý thuyết là học 9 tháng, như thời gian học thực tế chỉ thường khoảng 7 tháng, vì sinh viên ở đây có rất nhiều kỳ nghỉ xuyên suốt một năm học như đã nói ở trên. Tuy thời gian lên lớp không nhiều nhưng học hành ở Mỹ vẫn vô cùng vất vả, đòi hỏi sinh viên phải nỗ lực cao. Tại sao lại như vậy? Bởi vì phương pháp giáo dục đào tạo ở Mỹ đòi hỏi sinh viên phải phát huy một cách tối đa tính trực giác, tính tự giác. Điều này được thể hiện qua việc tự học và tự nghiên cứu. Ngoài giờ lên lớp, sinh viên thường phải hoàn thành một số lượng lớn các bài tập từ nhà, các bài đọc, bài viết, chuyển vào thư viện lên Internet tìm hiểu thông tin để viết bài, đọc những tài liệu tham khảo khá dài là chuyện như cơm bữa. Thư viện ở nhiều trường đại học lớn còn mở cửa 24/24 để đáp ứng nhu cầu cho sinh viên. Đối với sinh viên Việt Nam mình, học tập lại càng đòi hỏi phải nỗ lực nhiều hơn để cạnh tranh được với sinh viên Mỹ. Lý do thứ nhất, học tập bằng tiếng Anh là một thách thức không nhỏ. Bạn nên nhớ một điều rằng, tiếng Anh, nhất là khả năng diễn đạt và khả năng viết là vô cùng quan trọng, đặc biệt với các sinh viên theo học các ngành xã hội. Nhiều lớp học thấy ghen với sinh viên Mỹ vì để học được vài trăm trang sách bằng tiếng Anh, sinh viên phải bỏ một lượng thời gian gấp đôi sinh viên ở Mỹ. Hay những lớp thảo luận, mình biết hai mà chỉ nói được một trong lúc sinh viên Mỹ, có khi chỉ biết một nhưng lại nói được thành cả hai ba. Lý do thứ hai, học ở Mỹ là học thật, là tự suy nghĩ, tư duy, tìm hiểu, sáng tạo. Phương pháp học này hoàn toàn khác so với Việt Nam, vì vậy sinh viên mình thường phải mất một thời gian mới thích ứng được. Lên lớp ít, tự học, tự tìm hiểu, tự tư duy, nhiều đã làm cho sinh viên biến các kiến thức học được trên lớp thật sự thành kiến thức của mình. Ngoài ra không chỉ là lý thuyết suông, các giáo sư thường cố gắng áp dụng việc học vào thực tế. Điều này cũng giúp sinh viên hiểu sâu và nhớ lâu. Ví dụ như trong dịp đang tranh cử tổng thống Mỹ, câu hỏi trong bài kiểm tra giữa học kỳ cho khóa học kinh tế đầu tiên ở một trường đại học là chính sách thuế về xăng dầu có ảnh hưởng thế nào đến người tiêu dùng. Về lựa chọn và cơ hội, nếu lần đầu đi du học tại Mỹ, bạn sẽ thấy ngạc nhiên khi thấy ngày đầu tiên nhập học, sinh viên nháo nhào chạy đi ghi tên vào các lớp học, rồi có khi học ở lớp này được hai buổi là chuyển sang lớp khác. Đây chính là một đặc trưng lớn của nền giáo dục ở Mỹ. Giáo dục ở đây theo hướng đáp ứng nhu cầu và trình độ của từng cá nhân, sinh viên hoàn toàn có cơ hội theo đuổi những gì mình mong muốn mà không sợ là kiến thức học được bị bỏ quên hay không dùng đến sau khi ra trường, hoặc học xong không kiếm được thật nhiều tiền. Do đó, nếu như ở Việt Nam, mỗi học kỳ bạn phải học những môn học bắt buộc do nhà trường quy định, ở Mỹ bạn tự chọn lựa những môn học phù hợp với sở thích, khả năng và theo đuổi của mình. Hơn nữa, một trường đại học có đến hàng trăm môn học khác nhau và có khi cùng một môn học lại có đến 2-3 lớp riêng do một hay nhiều giáo sư giảng dạy. Như vậy, bạn không những chỉ lựa chọn lớp học mà còn lựa chọn luôn cả giáo sư giảng dạy nữa. Ưu điểm của phương thức lựa chọn lớp học này là phát huy một cách hiệu quả nhất những điểm mạnh của sinh viên, đồng thời tạo cho sinh viên có cảm giác hứng thú học tập. Bí mật cần bật mí đó là cơ sở triết học của phương châm giáo dục này được hình thành từ chủ nghĩa nhân bản và tự do cá nhân thịnh hành ở các nước phương Tây, nhất là thời kỳ phục hưng. Tư tưởng này cho rằng mỗi cá nhân hơn ai hết là người hiểu rõ nhất năng lực và nguyện vọng của mình, và vì vậy họ phải hiểu được toàn quyền tự quyết trong cuộc sống và trong nỗ lực mưu cầu hạnh phúc của riêng mình. Giáo dục Mỹ chú trọng nhiều đến đào tạo học sinh một cách toàn diện, việc học và việc chơi được kết hợp hết sức nhuần nhuyễn. Ngoài giờ lên lớp, sinh viên ở Mỹ còn tham gia vào rất nhiều các câu lạc bộ, các tổ chức khác nhau, rồi chơi thể thao, hát và chơi nhạc v.v. Các hoạt động này vừa giúp tăng cường thể chất, đồng thời cũng có tác dụng phát triển tính năng động, sáng tạo và nhất là khả năng lãnh đạo. Đối với mỗi sinh viên, nếu chỉ biết học mà không hoạt động sẽ là một thiệt hại lớn. Đơn cử như chuyện xin học đại học của sinh viên Mỹ, không có những kỳ thi đại học căng thẳng, những giờ học thêm tối ngày, việc bạn có được vào một trường đại học tốt hay không được hoàn toàn quyết định bởi toàn bộ quá trình phấn đấu của học sinh ở trường trung học.
Ngoài chuyện điểm học, điểm thi, các kỳ thi bắt buộc thì chuyện bạn năng động tích cực trong môi trường trường học cũng là một yếu tố quan trọng có tính chất quyết định trong việc bạn có được nhận vào đại học hay không. Về tính cạnh tranh cao, bằng cấp ở Mỹ vô cùng quan trọng cho sự nghiệp của mỗi cá nhân. Nếu vào được các trường đại học tốt và nổi tiếng và nếu học giỏi, cơ hội việc làm sẽ tăng lên rất nhiều. Mỗi trường đều có những ưu tiên để cấp học bổng, cấp giải thưởng cho những sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong học tập. Ví dụ chương trình học bổng có uy tín, Fulbright tài trợ toàn bộ chi phí ăn học cho sinh viên ở Mỹ, ở một số quốc gia khác trên thế giới. Vì vậy, quan hệ giữa các sinh viên trong trường đại học vừa mang tính cộng tác, vừa mang tính cạnh tranh cao. Vì vậy, vào học ở các trường đại học nào, học như thế nào, điểm số ra sao, thứ hạng bằng tốt nghiệp ảnh hưởng rất lớn đến công việc và những cơ hội tiến thân sau này. Những thắc mắc trở ngại khi muốn du học hay du lịch tại Mỹ, các bạn có thể gọi đến hotline 0838382080 hoặc có thể đến trực tiếp công ty tại số 902 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh và có thể truy cập vào các website của công ty tân đại dương.edu.vn và tddvn.com. Công ty Tân Đại Dương là một trong những công ty du học đầu tiên và hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập bởi đội ngũ các nhà quản lý và tư vấn du học có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục cũng như được tu nghiệp và đào tạo ở nước ngoài. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Tân Đại Dương tự hào là nhà tư vấn du học chuyên nghiệp cho các du học sinh tại các nước trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, Úc, Singapore, Anh Quốc, Hà Lan, Thụy Sĩ, v.v. Cùng với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp các dịch vụ uy tín và trọn gói cho ngành du học du lịch Mỹ, bao gồm xử lý trọn bộ hồ sơ đi Mỹ từ A đến Z, kể cả các hồ sơ khó, đã từng rớt visa hoặc không đủ tài chính. Tư vấn chọn trường tại tất cả các tiểu bang ở Mỹ. Chúng tôi tự hào là đại diện chính thức của hàng trăm trường đại học cao đẳng, trung học phổ thông tại Mỹ. Hướng dẫn các thủ tục xin visa, chứng minh tài chính, hướng dẫn điền form, dạy phỏng vấn du học, du lịch Mỹ. Khai giảng hàng tháng các lớp học phỏng vấn, đảm bảo cho học sinh có được sự tự tin trả lời được mọi câu hỏi của lãnh sự quán. Đặt vé máy bay, sắp xếp nhà ở, ký túc xá cho du học sinh. Với phương châm hoạt động là uy tín, chất lượng và mong muốn định hướng cho học sinh Việt Nam một nền giáo dục tiên tiến, môi trường học tập và sinh hoạt an toàn, Tân Đại Dương cam kết sẽ là người bạn đồng hành cùng học sinh Việt Nam trên đường tới chân trời tri thức. Mọi chi tiết xin liên hệ công ty Tân Đại Dương chuyên du học Mỹ, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0838484879, 0989006890, website www.tandaiduong.edu.vn.